Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với bài số 30. Bài số 30 vẫn là cung thể la trưởng giống bài 29. Nhưng mà ở đây thì bài 29 chúng ta biết rằng nó chuyển sang la thứ. Còn ở đây thì quý vị sẽ thấy là cái đoạn sau này là cái đoạn rê trưởng, tức là nó chuyển cung sang rê trưởng lại trở về la trưởng lại. Về bài này thì cái poco ở đây thì quý vị đều biết là nó là hơi, tức là allegretto, tức là nhanh vừa phải, mà hơi nhanh vừa phải thôi, nó chỉ nhanh hơn cái ăn đắng một chút xíu. Yeah. Bài này thì trước tiên tôi xin được nói về cái phần tay trái bài này. Thì phần tay trái bài này nó chúng ta lại tập thêm một điểm nữa là gì, là quý vị sẽ thấy là đồ rê thì cũng có 1, có 2, 0, 1, có 4. Chúng ta phải đến với nốt lá. Dạ. Nhưng mà nốt lá này thì chúng ta cái la và đô này thì chúng ta phải bấm vào 1, 2. Bởi vậy nên chúng ta với ngón không có được, chúng ta phải chợt cái ngón cho nó kịp cái này. Mà chợt ngón làm sao, kéo ngón làm sao, đừng để cái nốt lá này bị đột ngột nó tắt một cách tức rồi. Thì cái đó là cái chúng ta cần phải tập để chúng ta để ý cái năng vần tay trái ở chỗ này. Thì đây nó cũng tương tự như vậy, và đây chúng ta có 2 3, quý vị kéo từ 1 2 xuống đó, thì 2 3 đây thì đây chúng ta bấm ngón số 1, lợi dụng cái hero này chúng ta nhả ngón ra, chúng ta bấm ngón số 1 vào đô thăng. Nhưng mà chúng ta đừng có nhảy ngón số 1 sang pha thăng, mà chúng ta sẽ đánh ngón số 2 vào cái pha thăng. Ngón số 1 vẫn như nguyên. Và cái đây là một cái đoạn hơi chéo ngón của bàn tay trái nữa, là la thăng thì quý vị bấm ngón số 3, si là zero son, ngón số 1. Ngón 2 thì chúng ta phải bấm nút mi. Thì khi trở về đây thì quý vị có thấy không ạ? Một là chúng ta đánh bằng 3 4, thì đây chúng ta lại bị trở ngại. Bởi vậy nên chúng ta chỉ có giải quyết bằng 1 2. Thì giữa cái 2 này để chúng ta chuyển bấm ngón 1 và dây 2 nó cùng một ngăn, thì chúng ta phải chuyển cho khéo. Cái đó là chúng ta phải tập cái này nó lướt ngón y hệt như trên này. Tức là ngón 4 4, đây là ngón 1, lợi dụng zero chúng ta nhả ra zero đô thăng ngón số 3. Còn xoan đoạn sau thì quý vị thấy tay trái cũng rất đơn giản. Chúng ta để ý này, là khi mi này chúng ta bấm nút đồ thì đừng để tắt nốt ở cái nút đồ này. Vậy thôi. Đây là 2 3. Đây là 2 kéo lên 1, và chúng ta kéo có 1 lên xuống son thăng. Và chúng ta lợi dụng cái mi buông này để bắt đầu nhảy ngón số 1, đừng bấm vào son tăng ngày xa. Và cũng hệt như trên này. Ở đây chúng ta đẩy ngón 2 xuống rê, bấm ngón 3, và chúng ta đẩy tiếp tục ngón 2 xuống rê thăng. Và si tăng tức là đô thường ở dây 3. Và chúng ta làm sao cho khéo để trở về mi với đồ là zero với 1. Cái này thì y hệt trên này. Đấy ạ. Quý vị thấy không ạ? Về sang cái đoạn này thì nó sang bắt đầu sang rê trưởng, thì chúng ta sẽ, quý vị thấy đây là nốt rê, chúng ta bấm ngón số 2, đây nốt rê này chúng ta phải bấm ngón số 3. Và vậy lợi dụng có 1 này, lợi dụng dấu lặng này có 1 này, chúng ta chuyển ngón để chừa ngón 2 cho nó pha son 3 zero. Quý vị thấy là nhảy ngón 2 để bị chừa ngón 1 để cho nốt la. Và cũng như vậy.
và nó giống như phía trên này. Dưới này nó hơi sự khác biệt là sau khi nó đô này và chúng ta lợi dụng cái dây buông là nó rề, thì chúng ta một là quý vị sẽ đánh lá phà này trên cùng một dây, hai là quý vị tập tức là lá là ngón một, phà trên dây hai là ngón ba, chúng ta trở thành cái ngăn năm của trai thư học tới. Nhưng quý vị cứ cái việc đánh như vậy và chúng ta kéo lên, và đây thì bình thường là quý vị thấy không ạ, thì quý vị có thể đánh là ngón 4, ngón 1, ngón 2, lên 0, không sao cả, không sao cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta đánh được như vậy thì cái câu cú nó sẽ khác. Tôi sẽ vào thực tế với quý vị để nói về vấn đề đó. Đây thì chúng ta có 1, 2, thì đây quý vị thấy không ạ, từ la trưởng chúng ta nhảy, thay vì cái đoạn này nó là rê trưởng thì chúng ta đây nó lại là rê thứ. Nên tôi nghĩ là quý vị nên ngón 2 từ rê này chúng ta kéo lên đô để đánh cái la trưởng. Xin lỗi quý vị, đây theo tôi thì chúng ta đánh là nốt là, không phải là nốt rê. Nốt rê thì hợp âm cũng hay nhưng mà nó hơi nghịch với lại những người mới tập và không đúng với lại cái này nó là. Đó là cái chúng ta sửa lại một chút xíu. Quý vị thấy không ạ? Đây là như vậy. Đây thì chúng ta có thể lợi dụng cái rê này, chúng ta bấm ngón số 1 không 4. Ở đây quý vị có thể nhảy lên ngón 2 ở đây và 3 1 ở đây. Đây thì chúng ta đánh ngón 2 0 2 1 2. Đoạn này nó lặp lại y hệt như đoạn trên này. Ghi thấy không ạ? Tức là lá phà nó giống nhau về tay bàn tay trái. Về bàn tay phải thì mấy bài này thì đoạn trên thì nó rất là đơn giản, quý vị cũng tự biết rồi. Tức là chúng ta có em y này, em y đứng chập. Cái này la này tôi đề nghị quý vị đánh ngón A, quý vị đánh ngón em cũng được. Vậy thôi. Thì đây thì nó hơi chéo ngón, thì quý vị tập thì tôi để ý là quý vị nên ráng tập thế cái này. Thì có đoạn này trong cả bài nó là hơi phức tạp một chút xíu về tay trái, vẫn về vấn đề tay phải. Đoạn sau này thì cái này là cũng bị hệt như chuyện trên, tôi không cần nhắc lại. Đoạn sau này chúng ta đánh là M E P E M E A. Đây cũng vậy, đây chúng ta A chúng ta vừa đánh đây rồi thì đem đánh là M E là thay đổi nhau M E M E. Đây nó là trở lại như cũ. Cái này thì quý vị thấy không ạ? Đây thì chúng ta có thể đánh bằng M A M E M I. Và đây thì giống trên đoạn trên này. Thì đoạn này nếu quý vị đánh mà trên 2 giây thì bắt buộc chúng ta đánh là M I. M I và này là M I và hai này là P. Đây thì M I và đây thì quý vị thấy là nó là arpeggio thì chúng ta phải đánh bằng I M I M I và cả một đoạn nó là như vậy. Đây nó trở về như cũ. Về cấu trúc âm nhạc của bài này thì ngay từ đầu tôi đã trình bày quý vị là ở trên đoạn này thì nó là cung thể của la trưởng, xuống thế này nó trở thành rê trưởng và có một đoạn chút xíu này nó trở về rê thứ. Thì câu cú thì quý vị sẽ thấy rằng những cái motif nó đi là đô mi, lá đồ, rê mi. Thì lá đồ rê mi, lá đồ rê thì quý vị sẽ thấy đây đó là một cái motif chúng ta cần phải nhấn, và cái đây là mấy câu nó đi liên tục, chúng ta bắt buộc phải liên tục. Vậy thì từ đầu bài đồ rê coi như là đồ rê mi coi như là lấy đà đi, nhưng chúng ta vẫn tính đó là một câu, đến nốt mì này là một câu, và đây nó sẽ lặp lại
xin lặp lại lần nữa về cái motif, rồi là cuối cùng chúng ta thay vì một đoạn 3-2 ô nhịp rưỡi này thì đây cũng là một đoạn 2 ô nhịp rưỡi để chấm dứt cả một cái câu nhạc. Sang đoạn thứ hai nó biến chuyển một chút xíu, thì quý vị thấy mì pha son, mì son, mì lá, mì lá, mì rề, mì xì, mì xì, thì quý vị thấy mì pha son nó được lặp lại từ đây. Vậy thì coi như nốt xì này là chấm dứt của một cái câu, và đây chúng ta đến cái xì này giống như một câu. Thì đây đồ rê rê thăng, quý vị xem là nó là một cái, một sự cầu nối, một câu nhỏ cầu nối để chúng ta quay về giống như đoạn cái theme từ đầu bài. Đó, thì cứ thấy là mi lá đồ rê, mi lá đồ rê phá mi, nó là tại sao tôi phải trình bày với cái như vậy. Tại vì nếu quý vị biết phân ra câu chi câu những mô típ thì khi đánh chúng ta sẽ dễ dàng hợp lý hơn để thay đổi cái trạng thái của cái câu nhạc, thì cho cái bài nhạc nó phong phú hơn. À, quý vị thấy đây mà, dạ, thì đây quý vị thấy đây là nó coi như là lấy đà, thì đến đây chúng ta sẽ có cái này được lặp đi lặp lại ở một cái arpeggio, cái này là một cái sự cầu nối, đây là lặp đi lặp lại, đây là một sự cầu nối. Vậy thì chúng ta có thể tính đây là một câu và đây là một câu, đây là một cái sự chấm dứt. Nè, quý vị nếu mà phân biệt ra như vậy. Vậy thì trong cái này nó có cả hai cái motif là gì? Là đương arpeggio và đây là một sự chuyển nối. Thì đây chúng ta có thể phân biệt làm chi câu, làm sao cho nó rõ ràng để nó trở về cái trạng thái giống như ban đầu. Nó là F hoặc T. Và đây cũng vậy, chúng ta sẽ đánh chờ làm sao cho nó có cái trạng thái đó. Và đây chúng ta chấm dứt. Đồ rê mi, đồ rê là, xin lỗi, thì quý vị thấy đây là arpeggio, không có gì cả, nó chỉ đổi cái màu sắc về cái hợp âm. Thì chúng ta khi đánh hợp âm arpeggio này, chúng ta sẽ đổi cái màu sắc của nó một chút xíu để nó phong phú hơn. Và đây nó lặp đi lặp lại, nó được lặp đi như đoạn trên. À, và chúng ta chấm dứt ở đây, về trở về từ đầu bài, chúng ta hết bài ở ngay chỗ này. Khi mà phân tích câu cú ra như vậy thì chúng ta sẽ làm cho cái bài nhạc nó phong phú hơn. Đó là cái cách giới thiệu của tôi. Tôi không dùng chữ hướng dẫn, thì hướng dẫn với dạy có nghĩa là bắt buộc. Đây tôi chỉ là giới thiệu với quý vị là có cái nhìn về một cái bài nhạc, về một cách đánh nó ở một điểm khác và có nhìn ở điểm khác, thì tùy quý vị. Quý vị thấy thì phù hợp với mình mà cảm thấy mình hợp lý với mình thì quý vị tập. Bây giờ tôi xin vào thực tế. Tôi đánh thật chậm. Như thế không ạ? Ngón tay không? Tôi vuốt cái ngón lên. Đến hết cái ngăn đàn đó, tôi bỏ ra. Tôi không viết sang đô, không phải làm như vậy. Trong trừ trường nào người ta để dấu viết sang đô thì chúng ta làm, chúng ta chỉ gần này, cái vị thế mà cái tay trái của tôi. Cái đó là cái tay trái. Còn sang cái đoạn trên này thì chúng ta lợi dụng cái này. Quý vị cứ đánh này vừa phải, đừng đánh mạnh quá. Tại vì chúng ta sẽ không, nếu chúng ta đánh mạnh quá, chúng ta sẽ tạo thành cái tạp âm và sẽ bị ngắt ở cái nút mi đó. Chúng ta đánh vừa phải. Tôi xin đánh lại cái đoạn đó. Quý vị thấy nốt la thăng này là cái nốt chuyển cung.
sang mi trưởng, mi bảy của cái la trưởng. Đã, thì chúng ta đánh rõ. Là về cái bàn tay trái, chúng ta tập thật kỹ, thật được cái đó rồi chúng ta mới đánh nhanh lên. Vì tay phải thì cái câu lý đà thì cũng như bài 29 thôi, chúng ta đừng như vậy thì nó cũng được, cũng không có gì sai cả, nhưng mà nó không được không. Câu ra như vậy. Và cái lá này thì về tay phải tôi xin giới thiệu với quý vị là một là chúng ta đánh, tức là để ngón tay vào sẵn rồi chúng ta mới nhấn, thì chúng ta đánh thật nhẹ chứ nếu không thì nó bị khập khiễng cơ. Hai là chúng ta phải từ xa chúng ta vuốt nhẹ ra thôi. Hoặc là và thì ở cái đoạn thứ nhất nó là như vậy, quý vị tập kỹ ở những cái đó, nhất là cái chỗ này chúng ta nên tập thật kỹ. Sang đoạn thứ hai thì nó rất là đơn giản. Thì đoạn thứ hai này ở cái câu motif nó được lặp lại, thì quý vị có thể xử lý bằng cách là mới đầu chúng ta đánh rất bình thường, lần thứ hai chúng ta sẽ đánh thành metallic. Hoặc là lần đầu quý vị đánh metallic, lần thứ hai chúng ta đánh bình thường là vẫn được. Đó là cái cách tùy theo quý vị xử lý. Sang cái đoạn này là cái sự chuyển tiếp để nó lặp lại, nó trở về cái đoạn la trưởng lại, thì chúng ta làm xử lý cho quý vị có thể tên như tôi ở đây, nhưng đừng làm mất cái rhythm của nó, tức là quý vị đây chúng ta rõ ràng chúng ta hơi tên như tôi đây một chút xíu, nhưng mà đừng nghỉ lâu quá. Quý vị thấy không ạ? Dạ, thì chúng ta có thể sử dụng cái bàn tay phải của chúng ta để tạo thành cái điều kiện đó. Ví dụ như tôi sẽ nói đây là chúng ta đánh chậm, chúng ta hơi rải để đánh chậm ra, thì quý vị sẽ nghe một cái trạng thái nó chờ đợi một cái gì đó để nó trở về cái la trường đầu tiên. Đó là cái trick để chúng ta làm thay đổi cái trạng thái của âm nhạc. Tôi xin đánh lại cái mẫu. Được. Và tùy quý vị, chúng ta tập làm sao cho nó có sự trôi chảy. Sang đây thì nó lại giống như cái đoạn đầu. Nó y hệt như đoạn đầu. Rồi. Sang đây cái nốt là này có vô lạc, nên chúng ta hai cái nốt này chúng ta đừng ngay,
cũng được. Tụi em bình thường. Như thế mà, rồi tụi em bình thường. Nếu mà tôi đánh nó là này như một sự đĩa đà, tôi sẽ đánh như vậy. Cái đoạn này thì ở trong cái arpeggio này tôi chỉ có giới thiệu với quý vị một cách là gì, là chúng ta tập cái arpeggio đẩy hơi. Tại vì sao? Nếu mà cái arpeggio nếu mình ra đi liên tục như vậy thì không thành vấn đề, nhưng đây nó lại chấm dứt ở nút pha, nó lại một mình nó là một nút móc. Bởi vậy nên khi chúng ta đánh như vậy thì tôi giới thiệu với quý vị thôi là chúng ta đẩy hơi. Không phải đánh mạnh mà chúng ta đẩy hơi lên, dạ, thì cái arpeggio đó nó hấp dẫn hơn. Nó mang hai trạng thái khác nhau nếu chúng ta đánh bình thường. Nó là hai trạng thái khác nhau. Sau cái đoạn để chấm dứt cái đoạn này, tôi đã nói với quý vị, tôi trình bày quý vị là gì? Là chúng ta phải ra. Được. Dạ, không có gì là trở ngại hết. Nhưng nếu chúng ta muốn làm nổi bật một cái gì đó lên, nó điểm xuyết hơn, thì chúng ta sẽ đánh như vậy. Quý vị sẽ thấy là chúng ta cái ngón tay chúng ta chạm nhẹ vào dây đàn, xong chúng ta dùng cái cổ tay nhấc cái cổ tay lên, nằm mà làm thật nhẹ, chúng ta nghe khác với cái này. Dạ, tôi lấy lại. Hai cái trạng thái khác nhau. Đó là tôi trình bày với quý vị. Còn sang cái đoạn cuối cùng là chúng ta đương là như vậy. Lợi dụng cái dây buông, chúng ta đẩy ngón hai lên sang cái thứ, chúng ta đánh nhẹ lại một tí xíu. Nếu quý vị đánh nó giống nhau cũng không sao cả, nhưng mà chúng ta sẽ không thấy cái đổi màu sắc của hòa âm mà tác giả muốn nhấn mạnh. Cũng được nếu chúng ta đánh. Thì cái sự chuyển tiếp về màu sắc nó thay đổi. Rồi sau đó chúng ta đó là cách tôi giới thiệu với quý vị cách đánh khác nhau. Tôi sẽ làm lại lần nữa với lại lối bình thường. Chúng ta đánh bình thường, tập như vậy là đủ tốt rồi. Nếu mà chúng ta thì chúng ta sẽ đánh như vậy.
Đây, là đó là tôi giới thiệu với quý vị về cái bài số 30 xin hẹn quý vị kỳ sau. Xin chào quý vị.